Nam A Di Đà Phật con bạch thầy thầy ơi con có một chuyện con muốn được hỏi thầy con mong thầy giải đáp giúp con con năm nay là 42 tuổi cách đây 20 năm con bị hỏng một đứa con mà là con trai thầy ạ từ năm đó đến nay con có con khó có con toàn bị hỏng thôi hôm vừa rồi con nằm mơ nằm ngủ mơ con đi qua một bụi tre trước cổng chùa con thấy có một người ngự trên ngọn cây tre con có nói có phải cậu đỏ nhà họ trần không thế là cậu nhảy xuống và chắp tay vái ba cái trước mặt con thầy ạ à. xong cậu đi đâu mất con không biết câu chuyện là như vậy con mong thầy chỉ lối giúp con con cũng đã được nghe pháp của thầy và cũng đã tụng kinh địa tạng được gần một năm thôi mới gần một năm thôi con rất mong thầy giải đáp giúp con à, cái này cũng có thể là cái nhân duyên và bây giờ thì 42 tuổi này gì vẫn còn sinh tốt có người thì hôm nọ có người thì chồng 56 tuổi vợ 48 49 vẫn còn còn sinh à, hơn 20 năm nay không có con là bây giờ thì vẫn cầu mà vẫn còn có thể có thai và chuẩn bị sinh đến nơi đó cho nên trường hợp này thầy cũng khuyên là gì hai vợ chồng phát nguyện đây 21 ngày thôi ăn chay trường và phát nguyện 21 ngày Thôi từ giờ đến pháp hội quan ba hùng pháp ba ngày pháp hội quan âm nên lên để theo ba ngày pháp hội quan âm này được hai vợ chồng là cái tốt nhất không thì một người đại diện lên còn thứ bảy chủ nhật hoặc chồng đi làm hoặc vợ đi làm nó được nghỉ thì 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 lên trong đó về tiếp tục tụng kinh địa tạng cho phải ăn chay trường 21 ngày như thầy hướng dẫn một số các phật tử đó nhưng mà đặc biệt trong cái khi các Phật tử lưu ý cho Thầy Nếu mà tụng kinh cầu tự tức là cầu con đó, Thì trong 21 ngày hoặc 49 ngày đó là vợ chồng phải ngủ riêng phòng, riêng giường Tức là không được chung chăn, chung gối Nói thẳng ra là gì? Là không được quan hệ tình ái, không được quan hệ tình dục Trong 21 ngày hoặc 49 ngày phát nguyện tụng kinh để cầu tự đó thì hết 21 ngày hoặc 49 ngày đó thì hai vợ chồng đi lên chùa Tản Viên mà xin nước à, xin nước về đi thật sớm nếu cầu con trai thì thường thường các phật tử họ bằng kinh nghiệm họ đi họ cầu hay được thì đi vào ngày ngày lẻ cầu con gái thì đi vào ngày chẵn đi thật sớm lên là vào khoảng độ tầm lên tới nơi khoảng độ 5 giờ 5 rưỡi hoặc 6 giờ sáng ấy. À, thì bắt đầu lễ phật lễ tổ xong bắt đầu đi ra giếng quan âm thì mang mấy cái can đi 10 lít 5 lít 10 lít hai chục lít đi chẳng hạn tùy theo à, mang lên xong rồi xin nước xong xin nước khấn đức quan âm chỗ giếng xong xin nước phải múc ở thẳng giếng lên chứ đừng có lấy ở trong cái cái bể ấy, cái cái bồn nước lọc múc thẳng ở, ở giếng lên đấy à, lên gặp các sư đấy thì nhờ các sư hướng dẫn nhá. phải múc thẳng ở giếng lên cho nên nếu mà qua cái bể cái bể lọc ở trên rồi mới múc thì cũng không tốt phải xin thẳng ở giếng à, lấy cái gầu hay cái gì cái có máy bơm thì bơm thẳng lên mà cho vào can nhà mình xong bắt đầu thì đem lên trên điện chuẩn đề ấy. trên điện chuẩn đề đang làm dở ở khu vực trong nội viện ấy. thì nơi đó có tôn tượng quán âm tống tử tức là đứa quán âm bế đứa trẻ con đó. ngày quán âm bồ tát bế đứa trẻ con thì đặt lễ phật lễ tổ xong rồi lên đấy đặt cái can nước lên trên bàn đấy mà hai vợ chồng đỉnh lễ xong rồi xin xin xong rồi bắt đầu về là cứ thế là uống cái nước đó uống không hàng ngày cũng được hoặc là gì? hoặc là có đang uống thuốc thì lấy một uống thuốc Đã đến khi đó mang nước về bắt đầu từ tối hôm đó thì vợ chồng mới gì mới được nằm chung vào giường chung chăn chung gối vân vân thì khi đó thì trường hợp đó thì cứ làm thử xem có thể là cái duyên cái em bé đó với gì với cái đứa con mà mất hai mươi năm trước đó nó vẫn chưa đi đầu thai với người khác nó vẫn gì có thể có duyên với mình thì có thể là tới đây nó sẽ đầu thai thì nó được sinh ra làm người thôi đó, cái trường hợp này thì thầy hướng dẫn như vậy phật tử đó thì cũng nên hai vợ chồng cũng nên bàn bạc mà thử nhau xem để thử với nhau xem phật tử nữa hỏi a di đà phật con kính chào thầy kính bạch thầy mong thầy giúp con một việc cha con sinh năm 1968 từ đó đến nay con đã tìm con đã đã tìm mộ cha con bằng cách như qua đài báo truyền hình không thấy hồi âm qua thầy ngoại cảm thì trả lời thấy năm đến bảy người nhưng không nhìn rõ chỉ biết là đến ngày rỗ của cha con có bảy người cùng về đi gọi hồn thì cha con cho biết cha và đồng đội đã về đã thề với nhau là không ai được về gia đình và bảo con từ nay không đi tìm cha nữa cha không về đâu mở ngoặc đơn giải thích là và cũng nói rõ chỗ cha ở có bảy anh em con không biết các thầy ấy nói có đúng không nhưng nay con thấy chùa thầy có tháp báo ân con muốn đưa anh linh của cha con và đồng đội của cha con về ở một căn hộ tại tháp báo ân của nhà chùa có được không vì hai mẹ con con đã có hai căn hộ ở đấy rồi à, nếu được thủ tục nhập tháp như thế nào xin thầy trả lời và hướng dẫn cho gia đình con được biết a di đà phật con cảm ơn thầy các cụ ngày xưa nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành thì phật tử nói là đi xem nhà ngoại cảm thì bảo là có bảy bộ đội cha cho con thì chắc là hy sinh bộ đội thì hy sinh cho nên là có sáu đồng đội nữa tức là bảy bảy người những ngày dỗ là bảy người thường về nhưng không thấy nói rõ mặt thậm chí còn đi xem các nhà ngoại cảm ngoại hồn thì có nói rõ cái địa chỉ ở đây nhưng mà ra bố nói là gì cha nói là không muốn về vì bảy anh em đã thề với nhau là không về rồi thì cái này thì là cái, cái duyên của các vị nhưng cái này mà con hỏi là hai mẹ con cũng đã đăng ký nhập tháp bây giờ muốn đưa cha con và sáu đồng đội về tháp ở chung một cái ô tháp coi như là một Căn hộ đấy có được không? Thì cái này thì con phải... Hai mẹ con phải phát nguyện tụng kinh địa tạng là 21 ngày. Mà xin với cha con và đồng đội của cha con nếu mà muốn. Đó, thì phải muốn. Thì các thầy sẽ để làm một cái lễ quy âm cho trước khi cho nhập tháp. Như là các trường hợp đặc biệt khác. Đó, thì phải lễ quy y cho mà các vị ấy đồng ý thì mới được. Đó, cái này thì... Thôi cái trường hợp này nó không thể trả lời một vài phút mà có thể được thì hôm nào thì vào cái pháp hội địa tạng buổi chiều thì hai mẹ con lên có thể buổi chiều thầy không giảng thì nói rõ với phòng chi khách muốn đăng ký gặp thầy để hỏi về cái chuyện câu hỏi ngày hôm nay thì thầy sẽ trả lời cho rõ hơn thời gian trả lời cái đó nó khá nhiều mà thời gian ở trên này thì nó không có để dành cho những người khác thầy xin trả lời sơ sơ như vậy thôi